đang ở phương trời nào nữa. Với hai là cái điều đó là chị phải nói luôn là chị biết ơn đến lãnh đạo Tuấn Minh với cả Siêm rất rất là nhiều, với cả cùng tất cả mọi người cùng đội nhóm. Nhưng mà Tuấn Minh làm và với cả Siêm là cái người mà coi như là thực sự ra cái lúc đấy là hôm thứ hai là mà mọi người biết là chị đến, khi mọi người nói ra chị biết là hôm đấy là hôm thứ hai, chứ còn chị với cái hôm đầu thì khi mà đi vào đấy là chị cũng không biết là chị lúc đấy là chị như là kiểu dạng như là mơ 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 màng màng tỉnh tỉnh không biết một cái gì hết cả. Ngày đầu tiên là không biết gì đấy, thế đến ngày thứ hai tại sao là Tuấn Minh biết tin một cái là vào. Chị nói thật với em là cái mà miệng không há được, mũi bịt hết không há được, môi thì máu biết cái thứ, nói chung là lúc nào nó cũng vì đau quá. Nhưng mà Tuấn Minh á, đến nỗi kéo cũng có không tìm đi đâu mà cứ cắn cả cái omega 3 ra, xong rồi cứ nhỏ bóc 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 để nó chảy qua miệng chị, xong bơm cái xi lanh, mà cái xi lanh của nó có 0,5 ml thôi, thì nó bé tí xíu ấy, như cái bông tăm ấy, mà cứ hút cái đấy ra xong lại bơm để nó chảy qua 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 miệng thấm vào qua 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 môi thấm vào chân răng như thế. Thế mà cuối cùng dần 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 đấy là tị. Thực sự ra đấy là một cái mà chị nói thật với em là ha, nó như là một cái thần kỳ, nó đúng là mình cũng là cái may mắn ấy. Chị nghĩ đây là một cái bước ngoặt để thay đổi lại, coi như là cái gọi là một cái, nó gọi là một cái con đường mình bước sang một cái gọi là công việc, rẽ sang một cái bước ngoặt mới. Thì chị nghĩ đây là qua đây là chị lấy thấy là mình cũng trong cái rủi có cái may, trong cái rủi có cái may, may là biết đến, may là có cái sản phẩm của Amway nó tuyệt vời đến như thế. Mà em có biết rằng chị nằm ở trong viện như thế mà mọi người xung quanh đúng là mọi người cũng quan tâm, mọi người cũng để ý, nên là xung quanh những cái giường bệnh như thế mọi người không thấy chị ăn cái gì hết cả. Khi năm ngày tỉnh táo lại, gọi là biết một tí rồi, thì mọi người không thấy chị ăn uống cái gì. Mọi người cứ bảo chứ là mọi người cần hỏi bảo thế em ơi em thì em có ăn cái gì không, hoặc là chị ơi chị có ăn cái gì không, em đi mua giúp cho chị. À, vì em thấy là chị coi như là chị em chả thấy chị mua bán cái gì hết cả, mà ăn uống cái gì mà. Thế nhưng mà chị bảo chứ là em ơi đây đồ ăn của chị đây, chị lại đưa cái bình sách như này này, chị đưa cái bình sách và tất cả mọi cái là chị đưa cái dinh dưỡng ra toàn bộ là thế ăn như thế. Mọi người bảo ôi chị dạy sao chị lại ăn như thế, thuốc à, và không đây là cái dinh dưỡng, thì mình khi mình nói được đến đâu thì mình chia sẻ đến đấy, mình cứ chia sẻ với người xung quanh ấy, thì mọi người thấy chị coi như là rõ ràng ăn uống thì chỉ có suốt ngày ăn cái bình như thế thôi, mà tại sao lại cơ thể ngày một khỏe lên ấy đấy. Nhìn sợ đây là cái hình ảnh chị, ôi sợ chưa, wow, trong rừng rừng bệnh không ơi, không đau lắm, ôi đến bây giờ chị nhìn là chị sợ luôn á, kinh khủng luôn. Thế xong có một hôm đi ra sân à đi ra hôm đấy là đi chuyển khoa xuống dưới tầng 8 là để chuẩn bị mổ mũi đấy, thì từ từ cái phòng mà cái phòng khoa thần kinh đấy là bắt đầu chuyển xuống khoa mũi, thì mọi người bảo là chứ là có người nhìn thấy chị, mọi người bảo chứ ôi cô ơi cô này tỉnh rồi à, ôi hôm đấy tôi tưởng coi như là cô chết rồi con, người ta còn nói ngay như thế, tôi tưởng cô chết rồi con, hôm đấy máu me đầy hết cả đầu, thế mà bây giờ cô lại tỉnh, cô đi lại được thế này sao cô nhanh thế đấy, người ta nói như thế, nó kỳ diệu đến như thế. Mà chị lại còn bị chảy máu, chảy chảy máu não nhỉ, chảy máu não gọi là cái gì ở dưới mạng nhện ấy, chảy một cái gì máu dưới mạng nhện ấy, 2 vết tụ máu liền, mà trong vòng có 5 ngày thôi, chỉ có 5 ngày chị dùng tăng cường coi như mỗi ngày 10 viên omega 3, mỗi ngày 10 viên, và tất cả các loại thuốc là chị không ăn được gì hết cả, mà mọi người toàn nghiền ra, mọi người phải nghiền hết ra cho chị, mà nghiền ra xong rồi pha lẫn vào dinh dưỡng xong rồi mỗi ngày xúc xúc liên tục, xúc coi như là cứ đổ vào bơm liên tục ấy, bơm liên tục coi như để đổ vào qua qua kẽ kẽ răng cho chị, qua kẽ miệng cho chị một tí thôi. Thế mà cuối cùng chị phục hồi như thế, và không biết là và liên tục chứ không phải là đợi đến bữa đâu, vì lúc đấy là cứ rảnh lúc nào là coi như phải bơm lúc đấy. Thế mà trong đó em biết chị cứ nằm bệt 5 ngày rồi, 5 ngày rồi đến khi đi chụp, khi đi chụp cộng hưởng từ này rồi CT cắt lớp các kiểu đấy, thì coi như là cái vết máu ở trên chị là nó tan biến. Nó tan biến, nó sạch sẽ luôn, nó không bị máu chảy nữa. Mà mọi người bác sĩ còn phải nói là cơ thể chị này khỏe đấy, ý là cơ thể chị khỏe, chứ nếu mà theo dõi mà mấy ngày mà như thế là không ấy là phải mổ đấy. Là phải mổ mà đúng là mà may, rất là may hôm đấy làm sao Tùng con chị lại không chuyển chị sang miền Đức. Chứ cái hôm đấy nó chuyển chị, nó bảo là
Và ngày thứ hai đấy con nhìn thấy mẹ thứ hai thứ ba mà vẫn cứ nằm im như thế, sợ quá. Thế xong nó định chuyển chị sang bên Việt Đức ấy, thì coi như là cái chị bạn chị cứ bảo thôi, tại vì có người nhà trong đấy mà, thế chị cứ bảo chưa thôi cứ để cho mẹ nằm đây đã, để xem mấy ngày như thế nào, nếu mà không tiến triển lúc đấy thì sẽ sang Việt Đức. Thế nhưng mà cuối cùng để đến 5 ngày một cái đấy thì chụp x-quang mọi cái nó tốt lên dần, và bác sĩ cũng bảo cơ thể coi như quá tuyệt vời. Một là trong những người mà kiểu ca chị là cũng là cái căn nặng ấy, tai nạn như thế là bị nặng ấy. Thế nhưng mà sau khi não không vấn đề gì, em biết 1 tuần rồi em ạ, không được gội đầu, không được ấy gì hết cả, máu miếc ở trên đầu đầy ra. Nhưng mà đấy là phải nói là phải biết ơn Tuấn Minh, biết ơn Siêm rất rất nhiều luôn. Và biết ơn đúng là có đội nhóm mà không bao giờ coi như là buông mình được, không bao giờ buông bỏ mình, chứ chẳng có cái lý do gì mà mình không đồng hành, chẳng có cái lý do gì mà tại sao mà mình lại không theo làm. Mà đúng là cái thời gian từ khi mà đi Sài Gòn về là đang coi như hừng hực như thế, đang coi như là rất là làm là quyết tâm để làm, để coi như là lên kế hoạch để cùng mọi người để cùng làm. Nhưng mà không may bị như thế này, nhưng mà vẫn tinh thần chiến đấu lắm. Chị không không nghĩ đây là bệnh tật gì hết cả, mà đây là chỉ là mình đi làm đẹp thôi, thì mình chưa được đẹp thì bây giờ mình tập đi mình xây lại không có vấn đề gì. Và coi như lấy tinh thần coi như ở đây làm cái bảo bối để mình coi như là hành trang lại tiếp tục lên đường làm việc. Chỉ cần chị chỉ cần răng miệng coi như là ổn ổn một cái là chị đi được, một cái là chị đi thôi, là lại chị đi làm, chứ chị không không ở nhà. Ở nhà tù túng lắm, ở nhà khó chịu lắm. Mà đây là đúng là đây là một cái cơ hội cho mình, mà mình không biết nắm bắt cơ hội thì mình không ra quyết định được thì chẳng ai ra quyết định cho mình cả. Mình không thể là mình để cái sức ì để nó kéo mình xuống được. Đúng luôn Cho ạ, nên em là chúc mọi mừng chị cảm ơn em. nhá. Dạ. Cảm ơn em rất là À, nhiều. chúng ta tiếp tục. Và chúng ta tiếp tục atom meeting nhé.